Mẹ bầu ăn gì ngày Tết để mẹ khỏe còn phát triển tốt? Cơm mẹ thân mến, Tết đang đến rất gần với vô vàn các món ăn và hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên thì trong giai đoạn Tết, các mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý đến chế độ ăn uống, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Vậy thì bà bầu, ăn gì ngày Tết để mẹ khỏe và thai nhi phát triển tốt? Ba mẹ nhớ bấm theo dõi kênh và đừng bỏ qua video này nhé. Đầu tiên là mẹ nên ăn những thức ăn được nấu chín, thức ăn tươi như các món sau: thịt gà, thịt lợn, trứng sữa, các loại hải sản, các loại rau củ tươi. Tuy nhiên thì một lưu ý là không nên nấu đi, nấu lại các bữa các mẹ nhé. Thứ hai là mẹ hãy tận dụng các loại hoa quả. Thay vì bị quyến rũ bởi các loại mứt, bánh kẹo ngọt, nước uống có ga và các loại đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe, thì mẹ bầu nên tận dụng cơ hội bổ sung những chất cần thiết cho chính mình và cho bé yêu bằng các loại hoa quả luôn có sẵn trong nhà dịp Tết. Ví dụ như các loại trái cây màu xanh, màu vàng cung cấp cho mẹ nhiều vitamin A. Các loại trái cây như cam, chuối dừa cung cấp lượng lớn axit folic. Đồng thời thì mẹ cũng đừng quên các loại hạt. Ngày Tết trong các gia đình đều có sẵn các loại hạt như một món ăn vặt để trò chuyện tiếp khách. Những loại hạt này rất giàu chất dinh dưỡng, mang đến năng lượng, sức khỏe và vẻ đẹp cho các mẹ bầu trong thai kỳ. Tuy nhiên thì phải chú ý một các loại có uy tín, tránh các loại hạt có tẩm hóa chất tạo màu muối đường, và chỉ nên dùng tay tách, không nên đưa vào miệng cắn. Sau đây là những loại hạt mà mẹ bầu có thể bổ sung trong chế độ ăn ngày Tết, vì chúng rất giàu axit béo thiết yếu, vitamin, chất đạm và khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe của mẹ bầu. Thứ nhất là các loại đậu và đỗ. Đậu nành, đậu xanh, lạc rang được coi là thực phẩm tuyệt vời cho bà bầu và thai nhi. Sáu trùng chứa đạm canxi rất giàu kẽm, một chất khoáng thiết yếu để ngăn ngừa nguy cơ sinh non, nhẹ cân và truyền dạ kéo dài. Thứ hai là hạnh nhân, đóng góp dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển trí thông minh của trẻ, đó chính là omega 3. Ngoài ra thì folic và axit folic trong hạnh nhân cũng giúp ngăn ngừa dị tật đóng thần kinh cho trẻ nhỏ. Tiếp nữa là hạt dẻ. Hạt dẻ chứa nhiều pozotin, chất béo canxi sắt và các loại vitamin. Mẹ bầu ăn hạt dẻ sẽ làm cho sướng, chắc khỏe hơn và giảm mệt mỏi, cũng như giảm được triệu chứng nôn nghén. Còn hạt hướng dương thì sao? Đây là loại hạt giàu pozotin hơn bất kỳ loại hạt nào khác, nhưng nó lại chứa ít năng lượng. Hạt hướng dương cũng rất giàu vitamin E, một loại dưỡng chất giúp duy trì sức bền, làm giảm nguy cơ sảy thai, đồng thời rất hữu ích cho việc duy trì sắc đẹp. Hạt dưa hấu và hạt bí đỏ, hai loại hạt mà chúng ta thường nhâm nhi trong ngày Tết, lại cung cấp một lượng dinh dưỡng đa dạng, mang đến một tinh thần thoải mái và thư giãn cho mẹ bầu. Hạt sen giàu canxi, pozotin và phốt pho, tốt cho thận là lách, hệ thống thần kinh và cho tinh thần của mẹ và thai nhi. Cuối cùng không thể thiếu của óc chó, nó mang đến dồi dào omega 3 và vitamin E. Hạt óc chó là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sự phát triển thần kinh cũng như trí thông minh của thai nhi. Các loại hạt đều có công dụng tuyệt vời như thế, mẹ bầu hãy thoải mái thử ngay trong dịp Tết này đi nhé. Lưu ý những món cần phải ăn vừa phải trong ngày Tết. Rất nhiều món ăn ngon miệng đặc trưng của ngày Tết nhưng lại khiến cho mẹ bầu khó chịu. Lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng là mẹ hãy lưu ý ăn vừa phải các món sau đây khi mang bầu. Đầu tiên là bánh chưng, chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao do được làm từ gạo nếp và thịt mỡ. Mẹ bầu chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải để tránh tình trạng đầy hơi và khó tiêu. Đặc biệt, bánh chưng không thích hợp cho các mẹ bầu bị béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường. Thứ hai là dưa hành, nếu như mẹ bầu bị viêm lết dạ dày hoặc ở nóng, luôn ngán nhiều khi mang thai hoặc có các rối loạn tiêu hóa khi mang thai, thì không nên thử các món dưa hành cũng như các loại dưa muối khác, bởi chúng chứa nhiều muối chất chua, khiến dạ dày tiết dịch vị nhiều hơn và làm bệnh càng thêm tiến triển nặng. Ngoài ra thì mẹ hay can đảm nói không với một số loại thực phẩm như rượu bia, đồ uống có ga, nước ngọt, các món chuyện rán kẹo mứt các mẹ nhé. Và trên đây là những món ăn ngày Tết mà mẹ bầu nên ăn để có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn vui vẻ bên gia đình. Mẹ bầu cần nắm được những nguyên tắc về dinh dưỡng để có thể tự bảo vệ mình và thai nhi, tránh các biến chứng xấu có thể xảy ra. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha.